cô chú anh chị ở đây mà bắt gà bắt vịt gì đó vân vân, làm ơn đừng có bắt gà của Tuấn giùm tội nghiệp gia đình khổ quá cô chú anh chị, để cho em nó bán vé số và nuôi gà kiếm sống. Dịch Dạ là anh ông chị, tan tải rồi, mất vốn hết rồi. trời ơi cái ông ăn trộm nào thiệt đành đọn thiệt á, thận Vô cúng lấy đồ bữa đó. trước á, Trời rồi em còn đi như mất vậy gì em nữa. vô chuồng gà giờ thoải mái rồi, hồi xưa Mà đi chú ra gà khó khăn giờ ha. Bây giờ ví ông dụ như mua trái banh là cho nó hết chưa? anh mua trái banh rồi đá banh với anh được không? Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thư Phạm. Hiện tại giờ Thận đang có mặt là tỉnh Tây Ninh, một cái hoàn cảnh mà phải nói là nhận cũng khá là nhiều tiền từ kênh YouTube của Thượng Phạm, đó là em Tính, vì em cứu mẹ trong một cái đống lửa trong một cái căn nhà thì em bị phật cháy và em bị tàn phế rất là nặng đó cô chú anh chị. Sau nhiều lần giúp đỡ thì em có được đi đứng lại hay không, chứ lúc trước thì em bị giống như tàn phế đó cô chú anh chị, không đi được, cục hai cái chân và hai cái tay cũng bị cục luôn. Thì bây giờ Thượng Phạm xin kính mời tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân hãy đồng hành cùng Thượng Phạm. Thì hiện tại giờ là Tuấn là em ở với mẹ, không có nhà, không có đất, được cái nhà căn nhà này là bên đạo cho ở để giữ mồ giữ mã đây đó cô chú anh chị. Đó Thượng truy cập cho cô chú anh chị thấy ở phía hướng này nè là mồ mã nè. Rồi cái hướng này mã không nè. Thì công việc của hai mẹ con ở đây là để giữ mồ giữ mã, chứ hai mẹ con không có nhà, không có đất, rồi hàng ngày là đi bán vé số để kiếm sống đó cô chú anh chị. Không biết Tuấn có nhà không. Tuấn ơi có nhà không em, có nhà không? À chào Tuấn. Còn nhớ anh không? Trời ơi, trời trời bữa nay thấy đi được kìa. Mừng quá trời ơi, y như người thường luôn. Trời ơi, mình mẩy cái bữa nay thấy em ốm quá trời em. Nghỉ mấy tháng dịch ở nhà nên rồi cũng không được vô nhà chơi anh. Trời ơi, anh thấy là y như người thường rồi, kỳ diệu quá cô chú anh chị ơi. Thượng thấy thượng mừng thiệt. Anh nghĩ là chắc cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả mà đã giúp đỡ cho em hôm nay thấy cái video này rất là mừng. Trời ơi, em đi được như vậy là bao lâu rồi? Dạ em đi hồi trước dịch em về rồi em mấy tháng dịch nhà là em tập luôn anh. Bên phía cái chú Nam là làm cái cặp chân để bán cho mình đó, thì chú tư vấn là em chịu khó nhiệt tình đi trong thời gian tập luyện đó, em rất là kiên cường để tập đi đứng rồi đó. Hôm nay anh thấy thấy rất là vui, đâu em đi một vòng anh coi coi Dạ đi bình. đó, camera đi theo rồi em coi, cưng đi ra coi, cưng đi ra. Rồi quá đã luôn, anh mừng thiệt á. Không phải là cái gì mà em á, tội nghiệp của cô chú anh chị. Lúc trước là em ở trọ, là em không có người, em không có giống như vậy đâu. Em đi làm mướn để phụ hồ phải không, Dạ. phụ hồ rồi với mẹ, rồi mẹ ở trong một cái căn nhà trọ rồi. Thận kể lại cho cô chú anh chị mới mới đăng ký kênh với lại sau này để được biết đó, em đi làm về tối chiều tối phải không, Dạ. cái em sửa xe, cái xe bị lỗi rồi em sửa sau đó rồi cái xe nó bị chảy xăng ra rồi nó phật nó cháy, phật cháy thì em lại thoát thân ra được đó cô chú anh chị. Thoát ra khỏi căn trọ rồi thì em còn nhớ trực lại là người mẹ mình còn ngủ ở trong đó. Rồi em mới chạy vô. Cái điều mà Thận thấy tội nghiệp em là cái chỗ là em đã đi ra rồi mà em chạy vô, em đi ngang cái đống lửa luôn để mà ẵm mẹ đi ra. Thì trong lúc ẵm đó thì xăng nó lại ướt cái chân của em. Em lại mặc cái quần dài nữa lại ướt ống quần luôn. Cho nên là xăng nó đốt cháy đôi chân của em, cháy thân hình của em, cháy cả tay chân vậy luôn này cô chú anh chị. Hôm trước thì em chỉ phanh tay về giống như người hầu vậy nè, thì vừa giúp đỡ được cặp chân là 60 triệu, với lại sau nhiều lần phẫu thuật thì hôm nay thấy tay em cũng hơi thẳng ra. Chứ hôm trước thì anh tới đây thấy em cũng phanh giống như là vậy nè hoài đúng Dạ, không. nghe cái đó cái tay nó vậy Nó nha. như vậy hôm nay em thẳng ra được cũng mừng nữa nè. Dạ. Trời ơi mừng quá.
Nhưng mà thẹo vít đó thì không thể nào mà hạn chế được cô chú anh chị. Phẫu thuật cũng rất là nhiều lần đó. Chúc mừng em nhé. Dạ. Thôi bây giờ hai anh em mình lại đây ngồi để hỏi có mẹ nhà không? Dạ có, mẹ em đang làm đồ ăn ở trong nhà. Dạ. Sao? Mẹ ơi. Anh Thận ơi mẹ. Cô ơi, con chào cô. Dạ, cô đang nấu ăn hả? Trời ơi. Cô đang làm đồ ăn. Dạ dạ. Em đừng có mẹ luôn hả? Dạ dạ con khỏe. Cảm ơn mấy vậy Thận vô nó con. Dạ dạ dạ, thôi thôi bây giờ con hỏi thăm chút xíu đi. Rồi cô nấu chín chưa? Cô nấu chín chưa? Rồi rồi vậy cô ra cô hỏi chút xíu đi. Mừng quá cô chú anh chị ơi. Thì hiện tại giờ thì do dịch bệnh với lại sao ly mà đi quay hàng ngày với cho cô chú anh chị xem phim đó lại yếu nữa, thì Thuận giờ cái địa điểm về miền Tây rồi, thì vị trí ở đây là Tây Ninh, cho nên Thuận tới đây rất là xa, nhưng mà cũng gắng cố gắng để tới hỏi thăm, cũng như là trong thời gian vừa qua Thuận dùng tiền của cô chú Mạnh Thường Quân với lại tình thương của cô chú khán giả, những cái hoàn cảnh mà giúp đỡ như Tuấn xem coi thì Thuận thấy rất là đặc biệt, thì hôm nay Thuận tới xem coi như thế nào. Rồi Thuận cũng còn giữ một số tiền cũng khá là nhiều, hôm nay Thuận cũng trao hết luôn để cho gia đình trang trải trong cuộc sống, chăn nuôi hay gì đó vân vân. Cô ngồi đi ha cô. Dạ Tuấn cũng ngồi đi. Bây giờ anh muốn coi lại cái hình ảnh mà em ví dụ như là hồi xưa anh tới đây là em đi bằng hai cái gói phải không? Dạ. Em còn được giữ được cái hai cái gói đó không? Dạ còn. Bây giờ em đi được như vậy không? Dạ em cũng vẫn đi được. Đâu em đi lại cho cô chú khán giả thấy hồi xưa là em đi vậy, hôm nay em được đi vậy cho anh xem được không? Dạ được. Dạ. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã đồng hành cùng Thuận Phạm trong thời gian vừa qua, mà Thuận có được một số tiền để đến đây để giúp đỡ cho Tuấn, là cái người phải nói là tàn phế luôn, mà không ngờ đó, Thuận không ngờ của chú chị giống như một có một cái phép màu cộng với cái kiên cường của em nữa. Cặp chân này có bị đau không em? Dạ lúc đầu nó cũng đau thôi. Đi từ từ cái nó quen. Cái này là silver silicone đó cô chú anh chị. Cái loại này là rất là mắc tiền để cho Tuấn đi tập đi ban đầu rồi đó. Đó, cái đi cũ đó kéo lên để té. Tù gành quá ha. Từ giờ tối ngày làm cho đó, nó thuộc Thuận muốn cho cô chú anh chị và quý vị Mạnh Thường Quân đó, xem. Xưa đó, vậy đó. Đó là cái thời Tuấn ban đầu là vậy nè cô chú anh chị. Mà hình như anh thấy em ốm ha. Nó em có thể em đi vài bước cho khán giả được biết nó. Hồi xưa là đi vậy á. Em là vậy đó, em đi bán vé số cho bà con ở đây để em kiếm tiền trang trải trong cuộc sống. Hôm nay thì em được cái cặp chân như thế này. Cho anh hỏi là trong thời gian luyện tập em đi có bị té không? Dạ cũng có té hết một lần. Té có bị ảnh hưởng gì không? Dạ không, cũng như té là như té mình, còn tài nữa nè. Còn tài mình đi mới té hổm nè. Đi mới té này, mới té này chị nói em chừng 10 ngày đó. À đó, dạ. Đó mới té chừng 10 ngày đó. Thôi cũng cẩn thận, mình mới vừa biết đi bằng cái đôi chân giả như thế này thì từ từ đi nhé em. Dạ. Anh nghe chú Nam nói là bên công ty Autolet nói là em rất là nóng lòng để mình biết được đi, cho nên em tập nhanh lắm. Dạ. Mỗi tư thế rồi em chuyển rất là nhanh cho nên nó dễ bị té, từ từ nhé em. Dạ. Rồi cố gắng lên, chúc mừng em nha. Dạ. Hôm trước thì cô với lại Tuấn có nói là cái phần trên ngón tay với lại nách với lại cùi chỏ thì còn phẫu thuật phải nói là rất là nhiều lần đó cô chú anh chị. Như là cái cầm tay nè phải không? Dạ. Em có thể em tả phẫu thuật lần 1. Hồi đó là nó phanh vậy nè cô chú anh chị, phanh lại giống như vậy phải không? Dạ. Rồi phẫu thuật lần 1 thì nó sẽ được dạy chút. Dạ. Lần 2 được dạy chút, lần 3 thì nó từ từ ra cái nách cũng vậy. Dạ. Cho nên là em Tuấn là nếu mà đi phẫu thuật là không biết bao nhiêu tiền mới đủ đó cô chú anh chị. Cho nên là cô với lại mẹ Tuấn với lại Tuấn cũng gắng chịu khó với lại công ty Autolet đó là anh Nam cũng giới thiệu qua cái bệnh viện là mẫu được miễn phí cái ca phẫu thuật cũng rất là nhiều lần, chứ nếu mà không có được miễn phí như vậy thì Thuận nghĩ không biết bao nhiêu tiền cho đủ đó cô chú anh chị, cũng nhờ tấm lòng của mọi người rất là nhiều. Rồi chúc mừng em ha. Yeah. Bữa nay thì anh sẽ tổng kết tiền lại mình còn bao nhiêu sẽ đưa hết cho em với lại gửi em với cô trang trải trong cuộc sống, có nghĩa là muốn chăn nuôi hay gì đó. Dạ. Thì dân dân muốn làm gì để phát triển lên để mình thoát khỏi cái cảnh khổ ha. Dạ.
Rồi hổng gà nuôi gà hay gì đó có gặp vấn đề gì không, có lời lỗi gì không, nói anh biết coi. Dạ hồi lúc mà nuôi á thì lớn lên nó đẻ gà thì em thấy mê lắm. Mình với cái dịch này ở nhà cái không có tiền, cái em bán đi hết mấy chục con rồi. Là còn lại mấy chục con để ở nhà để cái đi lúc mà hết dịch cái em đi gắn chừng nè, cái nhà ăn trộm gom hết luôn mấy mấy chục con gà. Bắt hết luôn. Dạ. Bây giờ còn con nào Cũng gom hết luôn, gà con lớn gà nhỏ gì nó gom sạch sẽ hết luôn. trời ơi, tội vậy. Nhưng mà cưng bán được nhiều không? Em bán cũng được hết 20 hai mấy con. Trời ơi, tội. Có thiệt không cô? Có đã, Dạ. cô nuôi bữa hổm cô nói với Thuận là Thuận gửi số tiền đó, cái cô nói thôi giờ ở nhà thôi để lấy số tiền đó đi nuôi gà. Cái cô mua được 70 con, 70 con cái lúc dịch đó, cái cô khó khăn cái cô bán đựng cô trang trải trong cái lúc đó, rồi cái đụng hết 20 con mấy con, là ăn cũng mấy con nữa, cái Dạ. rồi còn lại bốn mấy con gì đó, cái nói thôi để đi rồi qua dịch đựng mình có làm giờ vốn mình đi bán Dạ. nó, rồi cuối cùng là ăn trộm bắt hết, rồi cô đuối hổm rày là cô nói đi bán thì đi vậy chứ ra cũng lấy cũng ta ít ít vậy, bán xong trả tiền ta vốn mình Dạ. ăn, là mình ăn vốn tan ta không ra Dạ. là mất vốn luôn, tại vì nghỉ Dạ. dịch đó, nghỉ dịch rồi ăn trang trải rồi mất vốn hết rồi. Trời ơi, cái ông ăn trộm nào thiệt đành đọn thiệt á, Thận Vô cũng. lấy đồ bữa trước á Rồi thì còn mất lặt cái vặt gì nữa không? mất đồ lặt vặt đó làm sao thì cô không có đáng kể, mình có Dạ. mình xài không có thôi, mà uổng uổng gà, tại vì nó vô nó bắt 2 ngày lận bị giờ cô đi cho anh Tuấn nó ha, xuống dưới làm cho nó xong rồi mới về đó, Coi như là gà mình mất là trong lúc là Tuấn đi 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 nhập gắn viện giò, ha. đi gắn Trời giò, gắn ơi. giò Thôi nhưng mà bây giờ là cái chuồng gà mình nuôi là thành công đúng không? thành Thành công công rồi, không? đúng Thành rồi công thành nhưng công, mà mình lỗ là do là ăn trộm. do ăn Dạ, trộm do đúng rồi, ăn trộm do ăn hả? trộm. Chứ Trời ơi, gà tội gà nghiệp. mình nuôi là nói chung là không không có bị gì hết á, gà mình nuôi rất là sống rất là tốt. Dạ, ok, thì bây giờ chút xíu nữa con sẽ tổng kết, con đưa tiền số tiền còn lại để cho Tuấn nuôi về gà mới. Rồi Mình tôi mất cái này mình tiền lại khác. Bây giờ là mình có thể là con đưa tiền còn dư cô kêu thợ làm thêm hàng rào, có làm hàng rào không? có làm hàng rào nhưng mà giờ chắc cô phải Gia cố thêm hàng rào đi. làm gia cố thêm ở trên vậy nè, là không cho đi xuống luôn á, là Dạ, cô tính nghĩ để vậy. con đi ra con coi cái chuồng gà thế nào ha. Rồi tôi Em ngồi nghĩ đây vậy. đi. Dạ 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 Cứ đi được dạ mà. dạ dạ đi được mà. Ok, đi với Ok. anh ha. Rồi đi ra vườn Tấn gà chứ, ra cho gà đi ăn với được anh rồi rồi. sao không được Thận được. xin mời kính mời tất cả quý cô chú anh chị với mạnh thường quân đi với Tấn với Thuận xem coi cái trang trại của gà, trang trại gà của Tấn bị ăn trộm. Trời ơi, em đi như vậy em vô chuồng gà giờ thoải mái rồi, hồi xưa đi Tôi ra nuôi gà khó ăn khăn được ha. mà. Bây giờ ví Ở dụ ở như ở vườn gà là nào mà thấy chưa? anh mua trái banh rồi đá banh với anh được Đi ra không? cho gà ăn được cho Mà nó mốt ngon à, miệng đi chứ. bán vé số đó là làm những người mà mua vé số mà ví dụ như là lấy vé số mà không trả tiền là em có thể là em dùng cái giò này em xúc được không? Không được anh ơi. Hết trơn nè cô chú anh chị, đó đây là trang trại bị bắt hết trơn. Hôm nay con còn thấy dấu giò nè cô. Ừ đó vậy đó, không thấy không? Trời, còn được 2 con gà con hả, tội Vô nghiệp gà nó quá, làm đàng hoàng hết trơn vậy đó. người trộm bắt hết trơn luôn rồi. Trời ơi, Thận cũng có lời nói với những anh chị ở đây có hành nghề mà bắt gà né cái nhà của em Tuấn ra giùm cái. Nó đem cho bội lại nó chụp luôn đó. Đó cho bội Cái luôn. bội này là chụp bắt gà luôn hả? À, nó vô chuồng nó chụp nó bắt luôn, nó bỏ cho bội lại đó. Trời ơi, cô chú anh chị ơi. Né, làm ơn né nhà của Tuấn ra giùm cái, Tuấn Má đang khổ khổ. muốn chết luôn nha. Rồi Tuấn cũng nói thôi mà ơi, kệ đi, Thôi không không sao có đâu, làm gì con đâu. gà mất không sao, quan trọng là em hôm nay là em đi được như thế này anh mừng lắm rồi. Thận đáng lẽ là Thận tới đây để giúp gia đình mấy lần mấy phiên nữa, nhưng mà do dịch bệnh Thận phải đi xuống dưới tỉnh miền Tây, có nghĩa là xa cái vị trí này quá. Sau nhiều lần giúp đỡ thì Thận nhận một số tiền cũng khá là nhiều, giúp lần 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 từ đầu cho tới bây giờ. Nếu cô chú anh chị chưa xem rõ thì xem lại từ đầu giúp cho Thận ha. Thì Thận cộng hết trơn luôn, tất tần tật, trừ tiền chân đều ra hết luôn. Hôm nay Thận còn giữ là 19 triệu 363 ngàn. Thận sẽ trao hết cho Tuấn luôn, để do Tuấn cũng có cái mong muốn là nuôi lại cái bầy gà. Với lại Thận tới đây thấy em có chí thú làm ăn, trồng rau thêm nè, rồi nuôi gà thì thành công rồi, nhưng mà bị mất trộm. Phải Dạ, làm số tiền thêm là chứ. mình làm thêm hàng rào thêm đi, gào lưới B40 thêm đi ha. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 tờ, 363.000 nè, 200 nè, 300, 400, anh bo cưng luôn. Rồi, cố gắng lên ha. Rồi. Thì cảm ơn các cô, cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ con từ suốt tháng qua. Giờ con được cập chân với lại là con phẫu thuật đi lại đứng bình thường như người ta. Dạ, xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cô chú trong nước và ngoài nước. Cảm ơn rất là nhiều. Cố gắng lên ha. Dạ. Rồi, chúc mừng em nha. Rồi, vô cô. Rồi, vậy thì cô thấy vậy cô cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân lắm, trong nước và nước. Thì giờ lo cho Tấn vậy thì cô cũng rất cảm ơn. Tại vì cô mẹ giá con một câu thì giờ vậy thì cô rất là mừng dữ lắm. Nó đi đứng được thì cô mừng nhiều lắm. Nhưng mà giờ số tiền này tận trao thì cô sẽ gầy lại bầy gà, với định làm số vốn để đi buôn bán lại. Tại vì vừa rồi là nó thất thoát quá nhiều là cô cũng rất buồn. Dạ. Giờ về thì cô cũng rất là mừng. Dạ. Thận giúp đỡ cho cô với dạ. Mạnh Thường Quân. Thôi cô cố gắng lên ha. Cũng giữ gìn sức khỏe nha Thận, và chúc cho Mạnh Thường Quân nhà trong nước và nước nhà nhiều nhiều đầy sức khỏe hết để qua khỏi cơn dịch này. Dạ. Trời ơi, bữa nay là con thấy là con tuy gần mình mất gà nhưng mà con thấy nụ cười trên môi của cô với Tuấn là với con nữa, hôm nay là đặc biệt. Tuy rằng người ta mới thấy cô mất gà nhưng mà buồn, nhưng mà ngược lại thì cái niềm vui mà khi mà con thấy Tuấn được đi bình thường lại, giống như có thể là nhìn kỹ mới biết là Tuấn bị tàn tật, nhưng mà không ngờ Tuấn lại đi được như vậy là con mừng lắm. Mừng phủ cái cơn nổi mà mất gà của chú chị. Không sao, mình gầy dựng lại đàn gà khác ha. Rồi em có tính mua vé số lại không, bán vé số lại không? Dạ em cũng đi làm vé số lại, nhưng mà cũng như hồi đó là em làm nó hư chập giật là gì, không có là giờ giấc với lại này kia nọ, hạn chế là về nuôi gà ha. Dạ, còn bây giờ là em sẽ đi bán thả gà luôn. Cô có đi bán vé số lại không? Cô chắc cũng phải đi, tại vì giờ cô chưa gầy gà nên cô đi. Khi cô gầy gà rồi là cô phải đi dẫn chế lại. Để mình về mình chăm sóc gà ở nhà, chứ để mình đi mặn ngoài đồng về mất 2 đồng nó buồn quá. Dạ, thôi cố gắng lên ha. Tuấn chế lại. Dạ. Bà con bắt Tuấn phải thẳng tay ra để mà mời vé số, mà Tuấn không thẳng được. Cho nên là Tuấn cũng bị bà con nói, nhưng mà bà con không có biết Tuấn là bị cái tay bị dày nè cô chú anh chị. Hôm nay thì thấy Tuấn đi được. Rồi tay chân cũng đỡ hơn hồi đó rất là nhiều rồi. Thì được như thế này là nhờ tấm lòng của cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả rất là nhiều. Nhờ cô chú anh chị quý vị Mạnh Thường Quân thương ủng hộ Thuận làm nhịp cầu nối. Cho nên những cái hoàn cảnh giống như Tuấn ngày hôm nay là nhờ cái công lao của cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thuận cũng tiếp lời với gia đình xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị Mạnh Thường Quân đã thương yêu gia đình, gửi tiền cho Thường Phạm đi giúp đỡ được cái kết cục như ngày hôm nay. Tuy rằng là được như vậy nhưng mà Tuấn là so với người bình thường thì còn rất là kém đó cô chú anh chị. Thì em cũng cố gắng lên ha, cô cố gắng lên. Thì cũng còn nhiều lắm. Trong thời gian này thì chắc có lẽ là xa quá, con ít có tới đây, nếu mà có duyên thì con sẽ tới đây. Con sẽ mời YouTube bạn con gần gần ở đây tới đây thăm để truy cập, có gì thì con sẽ quay lên, nếu mà có chuyến đi con quay lên con thăm gia đình. Còn bình thường thì bạn con sẽ tới đây để hỏi thăm, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ được nhiều hay nhiều. Vậy hả cô? Như chứ giờ Tấn hiện giờ ví dụ như Thuận giúp được nhiêu thì cô mừng nhiều. Vậy chứ giờ mấy cháu khác nữa thì cô cũng phải mừng. Nhưng mà được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, để cô cũng ráng để trang trải, để đừng dành dụm, đừng còn đi phẫu thuật cho nó nữa. Nó còn phẫu thuật nhiều lần lắm. Phẫu thuật nhiều lắm cô chú anh chị. Thuận sẽ cố gắng, Thuận mời anh em những kênh thiện nguyện tới đây để giúp. Tại vì tới đây thì không biết làm ăn sao, nhưng mà gia đình cố gắng lên là ăn lên ha. Chỉ cần là em đủ như em như vậy, là có cái nghị lực như vậy là được rồi. Không rượu chè, không cờ bạc, không tệ nạn á. Cái gì mình làm có lợi cho xã hội, có ích cho xã hội, để mình phát triển lên, vậy là anh mừng rồi. Anh mong muốn là cô với em có một cái cuộc sống tốt đẹp,
vậy nha. Dạ. Trời ơi, nãy giờ mình thấy để ý sao là mấy cái lưỡi hái là cô để dành làm gì vậy? Cô cắt cỏ rồi nè. Cắt cỏ đỡ cho gà ha. À, cắt cỏ cho gà ăn á. Với lại gai đồ á, cô cắt gai cắt đồ cho sạch sẽ đường đi. Chứ cô không để dơ đâu. Đó. Như là mình giữ mồi với mã này, mình dọn mã nữa ha. Dọn sạch sẽ hết luôn á. Hôm trước Thuận tới đây Thuận thấy cô nuôi gà, cô cắt cái rau muống đó cho gà cho vịt ăn là đỡ tốn tiền mua thức ăn đó cô chú anh chị. Đây là một cái hoàn cảnh là phải nói là không nhà không cửa rồi mà bị tàn phế như thế này, thì có hai mẹ con sống nương tựa nhau mà phải chăn nuôi này nữa, thì Thuận cũng xin nói một điều là những cô chú anh chị ở đây mà bắt gà bắt vịt gì đó vân vân, làm ơn đừng có bắt gà của Tuấn giùm tội nghiệp gia đình khổ quá cô chú anh chị, để cho em nó bán vé số và nuôi gà kiếm sống. Thuận có đôi lời như vậy anh chị thông cảm ha. Khi khép video lại, một lần nữa Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị mạnh thường quân trước giờ đã gửi tiền Thuận Phạm giúp đỡ cho em Tuấn từ trước cho tới giờ. Thuận gửi lời chân thành cảm ơn hết trơn tất cả cô chú mạnh thường quân, xin chúc sức khỏe cô chú mạnh thường quân rất là nhiều. Thì bây giờ Thuận Phạm cũng xin hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Con về hả cô? Anh về nghe Tuấn. Rồi ở lại gắn mạnh khỏe nha. Con chào hết cả nhà nha. Hẹn gặp lại.